Chị lên đây bài. Dạ. Cái lon nhất thì mình để cho nó.
Tứ Phân hả? Cát. Cây dưới đây thì cũng là sang luôn. Rồi hai cái sao không giống nhau ta? Đúng rồi đó. Thấy của mình nó bị mặt. Thì bây giờ lấy cái đó làm chuẩn đi rồi mình bắt đầu mình ụp này lên. Rồi cọp lại đi. Có cái nào cũng bên đây giúp đi. Á xanh. Diễn. Ủa? Gì? Xếp kỳ vậy? Nhớ người ta là phải hai chồng rồi mà. Dưỡng cái cây đó rồi sao em ngăn chở anh được? Giờ chuẩn bị mình làm thôi sao nha. Đại chứ không thấy chứ rồi. Đại đi không có lấy không. Rồi là lồng đèn. Đèn cho Tết Trung Thu. The child, the wife takes the child. Hi.
để sử dụng. Có nhiều báo đài đã phản ảnh, ủy ban dân xã đã có nhiều lần kiến nghị với cấp trên để kéo được nguồn nước cho người dân sử dụng. Sau khi có nguồn nước sử dụng, người dân rất phấn khởi đã được có nước sạch để tưới tiêu sinh hoạt gia đình. Xin thoại thôi. Người dân là bảo vệ sức khỏe, góp phần dân xã là thực hiện được cái chương trình 17 để xây dựng xã nông thôn mới. Ê, khoan, tôi nói mình sao mình không ở góc này luôn đi, chỗ này nè. Cái góc này nè. Không có được. Ừ, góc này là lấy lấy hai góc luôn nè, rồi cái này mình cắt ngang đây thôi. Đâu, đủ, mở mở ra. Còn nhiều mà. Không, có hai góc luôn nè, để hồi có dán. Cửa nào mình thiếu mình đọc thôi. Tận tự nhé nhiều quá. Đúng rồi. Nhắc rồi. Xin chuyển sang một số thông tin khác. Kính thưa quý vị các bạn, trong năm học 2017-2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có chỉ thị, vừa có nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành giáo dục. Thay đó, đang cắt nhà nghe nói ra đi. Các khán nhắn đi rồi đưa đi nhé. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. This old man, he played two, he played knick-knack on my
Mấy Tùng ngồi mấy bự đi Tùng, hút cặp nhỏ cho. Trời, con mập. Con cặp bé nhỏ à. Ta trung thu đốt đèn đi tu. Đợi chiếc đi. Đây là Tết trung thu ở ai quê mình. Cái đường nó làm sao chạy được, xe lon chạy. Dạ. Xe lon cầm lên. Hỏi da lũng luôn. Hỏi đi, hỏi xe lon đi, hỏi tắt đi. Rồi đâu vậy? Qua nhà Vũ. Đi chơi, dạ chơi sớm mà. Rồi sao không chạy xe lon? Xe lon sao không cần quá. Chạy lại đi, có khúc này còn ai thì sớm mà, ai đâu lá. Thì có đèn cày hả? Không. Rồi mất tiêu luôn rồi. Sao đi. Con cày vậy? Nóng. Con này lên luôn đi, lên trên luôn. Lên trên đọt luôn. Gãy lên cây kìa. Chứ mà nó xàm trời. Thằng nghe nó ngộ. Thằng nhìn tiếng ngộ tao chứ. Thằng nhìn chết vậy. Đi đi chết đi. Tỏ quay điên cục. Đi đi.
Rồi cây này bị gãy keo rồi. Một tên nó bại trận. Cái đèn này đẹp nè. Đèn lon bia. Rồi nãy giờ mà nó không văng văng cậy cái ha, hay dữ ha. Rồi cây nó qua nè, trung thu sớm trung thu sớm hả? Để chưa nữa. Trời ơi, cái đèn cày banh luôn rồi Tùng ơi. Cái gì vậy? Cái này thất bại rồi. Cố tiên kìa. Để dầm đi chứ Chí Mi. Lần chơi lon thôi. Cái lên trắng nè.
hồi nó quéo rồi quéo á. Thôi đi, về. Về mấy mẫu thôi. Thu Quân. Trung thu sớm. Về nở bông chưa chú Mười? Chưa, nó còn nở ra nữa mà. Trời trời, quá trời cao luôn. Quá đẹp. Đây. Có đồng tiền này hả? Có vô chơi chút xíu nữa. Trời.
sợ ma không? Văng cái đèn cày ngoài luôn á. Rồi đi trước đi. Rồi. Đây làm.